chào quý khán giả cùng quý nhà đồng thân mến, bà con thân mến. Thì những ngày vừa qua chúng ta cũng đã cảm nhận được cái không khí lạnh. Và theo dự báo thời tiết thì vài ngày tới cái không khí lạnh tăng cường này sẽ tiếp tục tăng lên ở những khu vực của tỉnh Nam Bộ. Bà con thân thì nếu như mà chúng ta lạnh thì chúng ta có thể mặc áo ấm hoặc chăn. Thì đối với những cái cây lúa ở ngoài đồng thì phải chịu trực tiếp ảnh hưởng của cái không khí lạnh này. Bà con thân mến, thì trong chương trình ngày hôm nay, Trọng Hiếu cùng với kỹ sư Lê Trọng Hoàng Vũ sẽ có cuộc trao đổi để tìm ra những ảnh hưởng của không khí lạnh đối với những cái giai đoạn của cây lúa, cũng như là chúng ta sẽ có những cái giải pháp chuyển đến cho bà con. Anh Vũ thân mến, thì đầu tiên Trọng Hiếu xin mời anh cũng như là quý khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những thông tin được ghi nhận từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhé. Kính thưa bà con nông dân và các bạn nghe đài, trong tuần qua thì cái sự khuếch tán về phía nam của khối không khí lạnh làm cho cái nhiệt độ về đêm và sáng sớm ở khu vực các cái tỉnh Nam Bộ này giảm mạnh, giảm nhiều nhất là vào ngày 5 tháng 12 tại Tà Lài, Đồng Nai ghi nhận được là 15,1 độ, Long Khánh, Đồng Nai là 18,7 độ, Phước Long thuộc tỉnh Bình Phước là 17 độ và Bình Dương là 18,7 độ. Thành phố Hồ Chí Minh thì là tại Tân Bình ghi nhận được là 19 độ. Còn đối với các cái tỉnh miền Tây thì cái nhiệt độ giảm ít hơn, như là tại Mặc Quá, Long An là ghi nhận được là 19,4 độ, Tiền Giang là 19,5 độ và Đồng Tháp là 19,1 độ, Hậu Giang là 19,6 độ và Ba Tri, Bến Tre là 19,8 độ, Cần Thơ, Trà Vinh là 19,6 độ. Ngày thì nắng nhẹ với nền nhiệt độ không quá 32 độ. Kính chào bà con nông dân và các bạn nghe đài. Dạ vâng, thì rất cảm ơn phần chia sẻ của Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp về những thông tin của tiết lạnh. Thì anh Vũ thân mến, thì với những khoảng nhiệt độ khá thấp mà chúng ta vừa lắng nghe thì không biết là anh thấy là nó ảnh hưởng như thế nào tới cái sự phát triển của cây lúa? Vâng, thưa Trọng Hiếu, thưa quý nhà nông, mình nghe cái dự báo của chuyên gia xong thì mình thấy bà con, ban ngày thì nó có những cái khoảng nó phù hợp cho cây lúa nha. Tại vì cây lúa chúng ta sinh trưởng phát triển tốt nhất nó khoảng 28 độ C. Nhưng mà đặc biệt ban đêm thì nãy giờ mình nghe tất cả những cái ghi nhận ở nhiều địa phương thì nó đều xuống dưới 20 độ. Thì đây là cái khoảng nhiệt độ bất lợi và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp và kể cả gián tiếp đối với ruộng lúa chúng ta nữa. Dù trực tiếp bà con mình thấy lạnh thì cây lúa nó sẽ ngừng sinh trưởng, hấp thu phân bón kém, rồi nó sẽ giải độc cũng kém luôn. Rồi gián tiếp thì bà con mình thấy dụ trong cái khâu ngâm ủ giống hiện tại nè, nó không có được tốt. Rồi khi cây lúa mà gieo xạ xuống đồng gặp tiết lạnh thì nó lại sinh trưởng kém, do đó cái khả năng quản lý cỏ, khả năng sóc nó cũng kéo theo. Và một yếu tố khá là khách quan nữa là dù lạnh quá thì mình cũng không có đi thăm đồng sáng được các bà con ha. Do đó mà cái khả năng mà kiểm tra dịch hại thì bạn dụ nghĩ là ít nhiều nó cũng sẽ có cái ảnh hưởng trong đó. Dạ anh Vũ, em thấy thì cái điều kiện thời tiết lạnh đã ảnh hưởng lên cây lúa qua từng giai đoạn thì chắc chắn nó sẽ khác nhau. Thì như vậy đối với cái tiết lạnh như thời điểm hiện tại thì cái giai đoạn nào là cái giai đoạn mà cái cây lúa nó mẫn cảm nhất anh? Nếu mà mình chọn một trong những giai đoạn thì chắc là Hoàng Vũ cũng như bà con mình sẽ ưu tiên giai đoạn làm đồng đến chỗ bà con, vì đây là cái giai đoạn cực trọng. Nhưng mà mình dòm kỹ lại thì khi tiết lạnh tới đó, nó không có lựa trà lúa nó ảnh hưởng, mà nó sẽ ảnh hưởng tất cả các trà lúa luôn. Và ngoài cái giai đoạn đồng chỗ, ngoài cái giai đoạn đẻ nhánh thì bà con mình cũng nên lưu ý cái giai đoạn mới gieo xạ, giai đoạn mạ bà con. Đây là giai đoạn mà nó tạo 40% nền tảng cấu thành nên năng suất. Và khi tiết lạnh tới bà con mình thấy đó, nó sẽ có ảnh hưởng. Ví dụ như cây lúa bây giờ mới gieo xạ nó sẽ lên chậm hơn là cây lúa bình thường. Cây lúa 4-5 ngày nó cao nhiêu đây, bây giờ 4-5 ngày thì nó rất là thấp. Do đó mà đó là một cái ảnh hưởng mình thấy được đó. Cũng như là cái khâu quản lý cỏ nãy Hoàng Vũ có đề cập đó. Mình phun thuốc cỏ tiền để mầm xong thì mình phải có cái khâu mình lên nước ém cỏ. Mà bây giờ cây lúa của ta nó 4-5 ngày nó cao có chút xíu như vậy, mình đưa nước vô thì mình sợ cái lúa mình ngợp, do đó mình lừng chừng hoài thì có thể nó ảnh hưởng đến những cái khâu liên quan sau đó bà con ha. Dạ. Dạ anh Vũ, thì qua phần trình bày của anh thì Trọng Hiếu nghĩ là chắc chắn là những quý nhà nông đang có cái trà lúa ở giai đoạn là chuẩn bị xạ hoặc là giai đoạn mạ thì sẽ quan tâm nhất tới cái việc là chúng ta sẽ cường lực cho cây lúa bằng cái chất điều hòa sinh trưởng Racinolite. Anh Vũ thân mến, thì vừa rồi anh tư vấn cái giai đoạn này thì sẵn đây thì Trọng Hiếu xin hỏi luôn là ở cái giai đoạn này thì cái việc quản lý cỏ cũng như là quản lý nước bà con chúng ta cần có lưu ý như thế nào ạ?
Trước mắt về cái cách cường lực cho cây lúa bằng Racinolite trước thì hiện nay cái sản phẩm Supercat bà con mình cũng đã có được cái cách sử dụng ngay từ đầu, thì Hoàng Vũ xin nhắc lại nhanh nữa bà con ha. Cứ một gói Supercat thì bà con mình có thể ngâm cho 20 kg giống, hoặc là mình trộn khi mà cây lúa chúng ta nứt nanh đó bà con, cũng một dạ giống luôn, hoặc là chúng ta bỏ vô cái bình 25 lít mình phun kết hợp với thuốc cỏ tiền nảy mầm. Còn riêng cái khâu mà quản lý nước, quản lý cỏ thì mình phải thấy cái tình hình là lạnh mà nó có thêm gió bắc, thì những cái ngày đầu nó mặt ruộng nó rất là mau khô, do đó mà nó khô như vậy, có thể cái lớp màng diệt cỏ trước đó nó sẽ bị phá dở đi và cỏ nó sẽ theo đó nó lên đó bà con. Do đó mà những ngày gần đây thì bà con mình có trà lúa mới xạ, mới xử lý thuốc cỏ tiền nảy mầm, thì mình cố gắng mình đi thăm đồng thường xuyên. Khi mà mình thấy cái mặt ruộng khô đi, mặc dù mà chưa có lên nước ém cỏ được, bà con mình cũng nên có thao tác là mình phả nước vào, mình lấy ngót để cái lớp màng diệt cỏ nó được hình thành trở lại, giúp cho cái khâu quản lý cỏ được tốt hơn. Và sẵn mình nói về cái cỏ tiền nảy mầm, Hoàng Vũ cũng nói chút xíu về cái cỏ tiền nảy mầm, xin lỗi, thuốc cỏ hậu nảy mầm. Thường khi mà phun thuốc cỏ hậu nảy mầm gặp cái điều kiện tiết lạnh thì có những cái giống lúa nó mẫn cảm, nó biểu hiện ngộ độc, kêu là ngộ độc xanh. Cái lá lúa nó dài ra mà nó xe lại tròn quay vậy nè. Thì do cái lạnh quá, cây lúa chúng ta nó ngừng cái sinh trưởng đi, do đó cái cơ chế giải độc của nó bị kém đi. Và bà con mình có thể dùng cái cách mình phun cỏ hậu và mình kết hợp với cái Supercat, nó sẽ giúp cho cây lúa chúng ta tăng khả năng giải độc, từ đó thì nó sẽ không có cái biểu hiện xe đọt, chúng ta sẽ dễ dàng chăm sóc ở những cái giai đoạn tiếp theo. Dạ, rất là cảm ơn anh Vũ với phần chia sẻ về cách sử dụng với chế độ hòa sinh trưởng Racinolite cũng như là những lưu ý khi bà con chúng ta quản lý cỏ trong giai đoạn này. Anh Vũ thân mến, thì chúng ta sẽ chuyển sang các ruộng lúa ở giai đoạn mà từ giẫm vá cho tới khoảng 30 ngày. Thì Trọng Hiếu thấy là cái giai đoạn này thì thông thường nếu như mà gặp tiết lạnh á, thì cái cây lúa của mình nó sẽ xanh rất là lâu. Và bà con chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu như nó xanh như vậy thì trong cái khâu quản lý phân á, cũng như là cái khâu mà bà con chúng ta bón phân, mình có cần phải giảm hoặc là mình thêm hay không anh? Về cái cách này đó bà con, thì Trọng Hiếu đang đặt ra cái trường hợp là bây giờ xanh thì cách quản lý phân bón cũng như là cách bón phân cho ruộng lúa nó có khác không? Thì Hoàng Vũ thấy là nếu mà so về cái màu sắc đó, mình đã nói rất là nhiều chương trình trước bà con, có những giống nó màu xanh sẵn, hoặc là có những giống cái lá nó màu tím chẳng hạn, thì nếu mà dựa vào màu sắc mình xác định đường phân thì nó không có khớp lắm. Bà con mình sẽ dùng cái cách chiều cao cây thì cái độ phù hợp của nó sẽ khá là sát để chúng ta xác định đúng cái lượng phân mình bón cho ruộng lúa. Và ở đây mình thấy là cái biểu hiện mà xanh bền cũng là một cái biểu hiện của các chà lúa để nhánh mà gặp cái tiết lạnh bà con. Tại thường thì tiết lạnh cây lúa sẽ ít tiêu tốn năng lượng, ít tiêu hao năng lượng, do đó thì nó sẽ giữ được cái màu xanh. Nhưng mà mình thấy xanh mà mình cũng phải bón đúng giai đoạn của nó. Giả sử mình dặm xong lúa 20 ngày thấy xanh mình cũng phải bón nha. Mình cứ đo chiều cao, mình xác định lượng phân và mình bón, như vậy thì cây lúa mình nó mới đủ dinh dưỡng bà con. Có khi thấy xanh quá không bón dẫn đến thiếu dinh dưỡng là không được. Và về cái cách mà quản lý cái phân bón cũng như cách bón phân đó, thì bà con mình lưu ý, thường thì cái bộ rễ của cây lúa nó cũng sẽ thích hợp hấp thu dinh dưỡng ở khoảng 28 độ C, nhưng mà giờ về đêm nó xuống 18-19 chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng. Do đó mà trong cái thành phần để bà con mình bón đó, mình sẽ đưa thêm cái kali bà con. Kali đó giờ bà con mình chỉ quan tâm ở giai đoạn làm đồng, nhưng mà nó là một cái chất gọi là chất bôi trơn, mình đưa vào cái cử 1 nè, cử 2 và cử nuôi chồi vậy đó, thì nó sẽ giúp cây lúa chúng ta tăng cường quá trình chuyển hóa dinh dưỡng, đặc biệt là trong cái tiết lạnh bà con ha. Đặc biệt là mình có thể kết hợp thêm cái giải pháp rải phân nền ẩm chẳng hạn, thì cái nhiệt độ đất dĩ nhiên là nó sẽ ổn định hơn là cái nhiệt độ của cái nước ruộng mà nó thay đổi giữa ngày và đêm như vậy. Còn bên trên thì theo những cử phun dụ người đậu ôm rồi sâu lá rồi đó bà con, thì mình cứ đưa cái Supercat vô để mình bổ trợ, thì với giải pháp bên dưới bên trên như vậy thì chắc chắn là những cái ruộng lúa đẻ nhánh nó sẽ đẻ đủ cái chồi hữu hiệu để góp phần cấu thành năng suất về sau.
Dạ, bà con thân mến, thì như vậy là cái ruộng lúa của chúng ta xanh không đồng nghĩa với việc là nó sẽ dư phân. Do đó là bà con chúng ta cần phải thăm đồng thường xuyên, cũng như là chúng ta quan sát để mà bón cho nó đầy đủ cái dinh dưỡng cho cái cây lúa của mình. Anh Vũ thân mến, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái giai đoạn cực trọng của cây lúa, đó chính là giai đoạn đồng trổ. Thì như ở đầu chương trình anh có chia sẻ là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mẫn cảm khi mà gặp cái tiết lạnh. Thì không biết là đối với cái giai đoạn này thì nó ảnh hưởng như thế nào? Trọng Hiếu thấy là nhiều bà con chúng ta đặt ra câu hỏi á, là những năm gần lại đây có cái tình trạng là cái đọt lá của mình nó bị đỏ chớp á anh. Thì bà con chúng ta rất là hoang mang, cũng như là bà con đặt ra câu hỏi là tại sao ở cái giai đoạn đó nó lại có cái biểu hiện đó, mà những cái giai đoạn trước gặp cái tiết lạnh nhưng mà nó không có. À thì một cái nhìn nhận rất là đúng ở trên đồng ruộng, bà con thấy là chỉ khi nào mà giai đoạn làm đồng, giai đoạn trổ mình gặp cái tiết lạnh tăng cường thì nó sẽ biểu hiện đỏ chớp, còn trước đó thì nó không có đỏ chớp bà con á. Và mình sẽ phân tích ở đây thì khi mà lạnh quá, cây của mình nó sẽ sản sinh ra cái những cái chất oxy hóa cực mạnh, nó làm cho những cái tế bào nó bị chết đi. Nhưng mà mình quay lại những cái chà lúa mà mười mấy, hai mấy, ba mươi ngày đó bà con, đang trong giai đoạn tăng trưởng, do đó mà những cái tế bào chết đi nó sẽ được phục hồi rất là tốt. Tại vì giai đoạn tăng trưởng thì những cái yếu tố dinh dưỡng tốt đẹp nó sẽ tập trung vào những phần non, phần rễ nè, phần chồi, phần chớp lá. Còn tới cái giai đoạn đồng trổ thì cái lá nó không còn là ưu tiên nữa, nhưng mà nó sẽ ưu tiên tất cả vào cái hình thành bông hạt ở bên trong. Do đó bây giờ mà cái lá mà nó có bị thiếu hụt đi thì nó cũng không được đầu tư phục hồi giống như giai đoạn đầu, cho nên nó sẽ biểu hiện ra cái chuyện đỏ lá. Nhưng mà để đánh giá đó thì Hoàng Vũ thấy là cái yếu tố đỏ chớp lá này nó không quan trọng bằng những cái ảnh hưởng từ bên trong. Thì bà con mình thấy khi bị lạnh, cây lúa trổ ra ngoài hay có biểu hiện lép trắng nè, lép ở phần đầu hoặc là cái phần cuốn bông, hoặc là nó lép xanh luôn bà con, hoàn toàn nó không có phôi bên trong luôn. Do đó mà để cải thiện vấn đề này thì chất điều hòa dinh dưỡng mình phải đưa vô đúng giai đoạn nha. Giai đoạn mà vừa có tiêm đèn một ly là một nè, và giai đoạn khi mà cây lúa nó vừa lú ra 1 cm đó, bà con chúng ta bổ sung vô thì chắc chắn nó sẽ hạn chế được hiện tượng mà lép trắng, lép xanh trong cái điều kiện thời tiết lạnh. Dạ. Yeah. Bà con cùng quý khán giả thân mến, thì qua phần trao đổi của Trọng Hiếu và kỹ sư Lê Trọng Hồng Vũ ở đầu chương trình thì chúng ta cũng đã biết được những cái ảnh hưởng của tiết lạnh tới từng giai đoạn của cây lúa, cũng như là chúng ta có những cái giải pháp để mà khắc phục cái tình trạng này. Và đến đây thì Trọng Hiếu xin mời bà con chúng ta hãy bấm nút đăng ký kênh YouTube An Phát Nông để có thể nhận được những cái thông tin canh tác sớm nhất khi mà kênh YouTube có ra một cái chương trình mới. Bà con thân mến, thì chúng ta trở lại với cái chương trình ngày hôm nay sẽ là những cái câu hỏi của quý nhà nông đặt cho kênh YouTube An Phát Nông cũng như là kỹ sư Lê Trọng Hồng Vũ, và đã được 30 tập tổng hợp lại. Anh Vũ thân mến, thì cái câu hỏi đầu tiên đó chính là câu hỏi của lúa ở giai đoạn làm đồng. Bà con đặt câu hỏi là khi lúa bị sốc lạnh làm cho lá bị đỏ chớp, thì giữa Supercat và Nano Kẽm thì bà con chúng ta nên lựa chọn cái nào để mà chúng ta quản lý để khắc phục được cái tình trạng này? Thì đây là một cái vấn đề gọi là mình lựa chọn một trong hai bà con. Và thực tế thì giờ Supercat nó cũng làm lá chúng ta xanh lại, kẽm thì nó cũng làm xanh. Do đó bây giờ mình phải phân tích để mình lựa chọn. Thì Hoàng Vũ xin mời bà con mình phân tích trước về cái Supercat. Supercat là chất điều hòa dinh dưỡng Racinolite. Khi mà bà con mình bổ sung vô cái cây lúa mà đang bị sốc lạnh, nó sẽ triệt tiêu những cái chất gây độc bà con. Những cái chất mà có thể ức chế cây lúa giống như là acid abscisic nè, hoặc là cái ethylene, thì từ đó là cây lúa chúng ta sẽ được xanh theo cơ chế sinh lý, có nghĩa là nó đã ngăn chặn những cái chất làm hư hại, làm già cây lúa. Còn kẽm là một cái chất cấu tạo của nhân tế bào thực vật. Khi bà con mình đưa vô thì nó sẽ xanh theo cơ chế dinh dưỡng, nó làm cho cái lá lúa tăng cường quang hợp. Do đó mà giữa hai cái cơ chế này thì giờ nó đang 50-50, và mình phải coi cái giai đoạn của lúa là giai đoạn nào mình mới quyết định. Câu hỏi thì Trọng Hiếu nói là giai đoạn đồng trổ, do đó mà Hoàng Vũ xin tư vấn cho anh, mình sẽ kết hợp cả hai cái cơ chế này lại luôn, vừa sinh lý
và dừa dinh dưỡng. Có nghĩa là trong một bình phun mình sẽ có một gói super cát với 25cc nano kẽm 700 bà con mình phun lên. Thì thực tế ra đó bà con, tính cái lần phun này thì bà con mình thấy là mình đầu tư hợp lý. Nãy giờ mình đang nói về cái yếu tố chống sốc thì bà con mình đang thiên về cái super cát nhiều hơn, nhưng mà trong điều kiện này thì cái bệnh hại, nhất là cái vàng lá chín sớm, nó cũng sẽ phát sinh rất là nhiều. Do đó đưa kẽm vô thì nó cũng kích kháng lại cái bệnh vàng lá chín sớm luôn. Và với cái quy trình này thì bà Vũ tin chắc là những cái ruộng lúa giai đoạn đồng chỗ nó sẽ có được cái bộ lá xanh khỏe đúng như ý của bà con mình. Dạ, anh Vũ, thì những năm gần đây á, thì quý nhà nông chúng ta không chỉ phun bằng tay hoặc là phun bằng những cái bình 25 lít mà bà con chúng ta còn ứng dụng cái việc là chúng ta phun máy bay. Thì nhiều nhà nông chúng ta đặt ra câu hỏi là đối với máy bay thì cái lượng phun giữa của cái supercat và cái nano kẽm nó có thay đổi không ạ? Thì nếu mà thực tế khi mà phun bằng công nghệ drone đó bà con, lượng thuốc phun của chúng ta sẽ tiết kiệm. Tại vì thực tế là drone nó sẽ tạo ra những cái thuốc mà dạng như dạng hơi, bà con mình tưởng tượng như mình nấu cái nồi mình xông hơi vậy đó bà con. Mặc dù hơi nó lên nhưng mà mình ướt nhẹp hết trơn các bà con ha. Do đó mà thực tế thì Hoàng Vũ sẽ dùng khoảng 1.5 chai nano kẽm với khoảng 15 gói supercat thôi, và mình đưa vô cái drone để mình phun cho 1 hecta. Ở đây nó có cái điểm thuận lợi là supercat thì nó là dạng sinh học, còn cái kẽm 700 thì nó là dạng nano, do đó mà với cái lượng nước rất là ít nhưng mà mình pha thì nó tan hoàn toàn, nó rất là dễ pha, và đặc biệt là với nồng độ cao vậy nó cũng không hề ảnh hưởng gì xấu tới cái ruộng lúa chúng ta hết. Chứ nếu mà bà con mình chọn nhầm những cái dòng giống như EC hoặc là những cái dạng khó tan chẳng hạn thì bà con mình phun lên thì nó rất là dễ làm cái lá lúa chúng ta bị cháy, mà đang lạnh thì nó đã đỏ sẵn rồi mà mình thêm những cái đó mà nó cháy cái nữa thì nó sẽ không tốt các bạn ha. Bà con mình lưu ý cái điều này khi mình sử dụng cái công nghệ drone để mình phun xịt trên ruộng lúa. Dạ, cảm ơn anh Vũ. Thì chúng ta tiếp tục với câu hỏi tiếp theo ở giai đoạn trổ lạc sạc. Anh hỏi là hiện á thì lúa tôi đã 58 ngày và bị đỏ chớp lá cả cánh đồng luôn, và thêm một cái nữa là nó trổ nhơi, thì chúng ta có cần trải thêm phân hay là không, và cái công thức bón phân như thế nào để cho cái lúa mình nó bị ít bệnh? À, ở đây chỗ nhơi có nghĩa là mình chỗ chậm thôi bà con. Thường như con mình nhà mà nó ăn nhơi là mình quánh nó cho nó ăn lẹ. Nhưng mà đối với cây lúa chỗ nhơi thì nó cũng có cái cách mình tác động bằng dinh dưỡng. Thì giờ khi mà lúa nó vừa lúa cổ ra 1cm, bà con mình cứ bơm nước vô và mình rải thêm phân. Nhưng mà ở đây anh hỏi cái công thức phân thì thường đó bà con, Hoàng Vũ sẽ tư vấn cái công thức là 2 ure, 2 db, 2 kali cho 1 công. Cái công thức ba số bằng nhau này thực tế là mình học ở những cái nhà vườn trồng cây ăn trái. Thường thì ở cái giai đoạn mà nuôi qua nuôi trái đó thì các nhà vườn hay sử dụng cái công thức ba số đó bằng nhau bà con. Khi bổ sung vô cây thì cây nó sẽ được tốt khỏe nhưng mà nó không có dư thừa để nó làm phát sinh bệnh. Đó là mình nói về cái việc bón phân. Còn bây giờ bên trên thì bà con mình có thể đưa cái chất điều hòa sinh trưởng Racinolite mình phun bên trên thì nó sẽ giúp cho cây lúa mình chỗ rất là rộ bà con, và đặc biệt là nó tăng cái tỷ lệ thụ phấn, nó hạn chế được những cái yếu tố lép mình đã nói hồi nãy. Và cái Racinolite này thì mình tính gọi là mình tính cho tới luôn đó, thì bà con mình thấy gì, nếu như bà con mình không đưa supercat thì có thể cây lúa chúng ta chỗ nhơi thì từ lúc chỗ lẹt sẹt cho tới cái chỗ điều là mình phải tốn tới 3 cử phun lần. Còn nếu mình đưa supercat vô giai đoạn chỗ lẹt sẹt thì nó đã rộ lên luôn bà con. Cho nên là có khi mình chỉ cần tốn 2 cử thôi. Do đó mình đầu tư lần này nhưng mà mình lại đỡ tốn được cả một cái lần phun, thì Hoàng Vũ thấy là rất là nên làm bà con ha. Dạ, như vậy là mình đầu tư một lần nhưng mà mình sẽ tiết kiệm được một cái lần phun đúng không anh? Dạ, bà con thân mến, thì Trọng Hiếu hy vọng là bà con chúng ta sẽ tự tin và ứng dụng cái giải pháp này để mà chúng ta tiết kiệm được cái chi phí trong quá trình canh tác. Anh Vũ, thì một cái câu hỏi tiếp theo của quý nhà nông dành cho chương trình mình là làm sao để mà chúng ta có thể phân biệt giữa ba loại, thứ nhất là cháy lá do tiết lạnh, thứ hai là cháy lá do vi khuẩn, và cái thứ ba đó chính là cái việc mà cây lúa bị cháy lá do thiếu kali anh? Đây là một câu hỏi rất là hay, thực tế rất là hay, và chắc chắn là nhà nông thực sự là có kinh nghiệm quan sát mình mới đưa ra cái câu như vậy. Thì bây giờ giữa ba loại cháy đó nó cũng có những cái điểm tương đồng thì bà con mình rất là dễ nhầm lẫn. Do đó chúng ta sẽ phân tích từng loại và để mình phân biệt các bà con ha. Bây giờ mình nói tới cái cháy chớp vô tiết lạnh trước đi.
Tại vì nãy mình đã nói lạnh thì nó không có phân biệt ai hết, không phân biệt giai đoạn nào hết, không phân biệt giống nào hết. Do đó khi mà trái chớp vô tiết lạnh thì nó sẽ trái đều cả cánh đồng và trên tất cả các giống lúa nào cũng bị luôn. Và thường trên nguyên cái bộ lá là lá nào nó cũng bị trái cái chớp luôn. Dạ. Thì đó là do tiết lạnh, không chừa ai hết bà con ha. Còn nếu mà trái bị lá do vi khuẩn thì thường là nó sẽ có một cái điểm phát sinh trước, ví dụ những cái chòm dư phân chẳng hạn, rồi từ từ nó mới lan ra. Và nếu mà mình đã xác định do vi khuẩn thì bà con mình lật lại cái video clip là 6 loại bệnh do vi khuẩn đó bà con. Trên chết bệnh nó sẽ tiết ra những cái dung dịch vi khuẩn màu vàng, mình lại gần là mình sẽ thấy liền. Còn cái trái do cái thiếu kali thường là nó xuất hiện ở lá già không à. Tại yếu tố kali là yếu tố đa lượng, nếu mà thiếu thì nó sẽ vận chuyển lên trên phần non, do đó mà chỉ những lá già nó mới có biểu hiện. Do đó mà mình từng cái yếu tố mà Hoàng Vũ với bà con mình vừa phân tích thì chắc chắn dễ dàng mình sẽ biết được là ruộng chúng ta đang trái do cái yếu tố nào, rồi từ đó mình sẽ có cách mình cải thiện phù hợp thôi. Dạ vâng bà con thân mến, thì qua phần chia sẻ của kỹ sư Lê Trọng Hồng Vũ vừa rồi thì chúng ta cũng đã biết thêm một cái kinh nghiệm để mà mình phân biệt những cái biểu hiện ở trên đồng ruộng đúng không anh? Bà con thân mến, thì đến đây thì chương trình chăm sóc lúa giai đoạn tiết lạnh thì cũng đã khép lại chương trình trao đổi giữa kỹ sư Lê Trọng Hồng Vũ và Trọng Hiếu ngày hôm nay. Và nếu như bà con chúng ta muốn tìm hiểu thêm những cái thông tin về cái hiện tượng trái chớp lá do tiết lạnh thì chúng ta có thể tham khảo qua cái video clip mà ban biên tập kênh nông nghiệp kết nối sẽ gắn ở phần cuối chương trình. Và cuối lời thì Trọng Hiếu cùng với kỹ sư Lê Trọng Hồng Vũ xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con ở chương trình kỳ sau nhé.